Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bao lì xì bằng đầu con cọp cắn tiền may mắn để trước cửa nhà. Bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Ok, bây giờ mình bắt đầu làm nhé các bạn. Ở đây mình có dùng 2 bao lì xì là một cái đầu con cọp. Mình sẽ cắt cái này, cắt phần đầu này ra bỏ và cắt chiều dài ra làm hai. Khi mình cắt ra làm hai rồi, nó sẽ thành như thế này. Ở đây mình có vẽ một cái mẫu là cái đầu của con cờ bằng giấy. Bây giờ mình sẽ để vô con bao lì xì. Mình sẽ vẽ xung quanh, vẽ xung quanh hết. Xong rồi là nó thành ra một cái như thế này. Xong rồi mình cắt. Dễ làm các bạn, ai mới làm lần đầu tiên cũng thành công luôn đấy. Xong rồi chúng ta lật mặt lại là bên màu đỏ. Và ở đây mình sẽ làm cái lỗ mũi và cái miệng. Ở đây mình sẽ cắt thêm một cái bao lì xì nữa, mình sẽ để lên trên. Đây mình sẽ dùng viết, mình cũng kẻ giống như thế này theo lần để mình cắt cho nó dễ các bạn. Thank you.
chúng ta sẽ cắt là phân nửa một chiếc thôi nha các bạn, một chiếc thôi. Đây. Đây chúng ta sẽ bấm chỗ này là mập phan ở bấm, mình sẽ ốp lại để mình cắt cái miệng. Xong rồi chúng ta bấm cái này lại. Dùng dây bấm, bấm lại. Bấm chỗ này lại. Xong chúng ta đã để lên trên đầu đầu con cọp. Đây mình sẽ bấm bên trái và bên phải và cái lỗ mũi mình sẽ bấm. Mình không được để hết, mình không được để hết cái con mắt như các bạn, mình sẽ để một chút cho con mắt nó thành giống như là hung dữ, tại vì con cọp phải hung dữ cắn tiền nó mới có may mắn. Mà bên trái bên phải mình cũng bấm, bấm lại cho nó chắc, nó không có rớt. Xong rồi chúng ta bấm hai bên không có lỗ mũi để cho nó sát vậy. Rồi các bạn lật ở bề dưới, chúng ta đã dùng băng keo. Và chúng ta đã dùng hai cái khoi tiền, cái này mình dùng hai con mắt. Đấy, mình dùng đây. Dán cho con mắt. Đây, dán ở đây. Bên trái và bên phải. Xong rồi nó có mắt, mình sẽ mở qua bên đây, lật lại. Đây, và nó thành như thế này. Thật đơn giản phải không các bạn? Chỉ có hai bao lì xì thôi, chúng ta sẽ làm được một cái mặt con cọp cắn tiền. Miệng mình sẽ lấy một tấm tiền, tiền màu đỏ. Mình sẽ quấn lại. Ta xoáy dưới đây. Đây, cắn tiền á. Tiền may mắn, ok. Xong rồi các bạn ơi. Cái đầu con cọp mình đã làm hoàn thành rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình đã làm xong một cái đầu con cọp.
may mắn để treo trước cửa, trước cửa nhà của mình đó các bạn, để cho may mắn đầu năm. Năm nay cũng là năm con cọp. Chúc các bạn thành công và may mắn nhé. Nếu các bạn thích video của mình, hãy bấm nút đăng ký kênh để có video mới nhất ở lần sau. Bye bye các bạn.